Hiện tại trong giới trẻ tại Séc ngày càng phổ biến một loại ma túy gọi là kratom. Đó là một loại bột màu vàng hoặc xanh lá được làm từ lá cây kratom mọc ở Đông Nam Á. Điều đáng báo động là cứ 5 học sinh trung học phổ thông thì có một người đã từng sử dụng loại ma túy này. Kratom có tác dụng tương tự như cà phê, nhưng khi dùng với liều lượng lớn, nó sẽ giống như các chất gây nghiện khác và ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Gần đây, kratom đã trở nên phổ biến với giới trẻ tại Séc. Theo các thanh thiếu niên, nó có thể tìm thấy ở trên Internet và có nhiều dạng khác nhau. Nó có nhiều tác dụng, chẳng hạn như khiến người dùng phấn khích hoặc bình tĩnh hơn. Nó giống như cà phê mạnh. Tuy nhiên, người bán giới thiệu nó như một món đồ của người sưu tầm mà không phải để tiêu dùng. Khi mua kratom, không cần xác minh độ tuổi, vì vậy ngay cả trẻ em cũng có thể mua nó với giá vài trăm korun. Theo như thống kê, có tới 20% học sinh trung học đã thử dùng kratom. Nó có sẵn ở các máy bán hàng tự động tại tất cả các thành phố lớn. Nếu sử dụng kratom trong thời gian dài, nó giống như một loại ma túy nguy hiểm, có thể gây run, chán ăn hoặc rối loạn tâm thần. Vấn đề lớn là người sử dụng có thể nghiện nó, đồng thời có thể bị nhiễm kim loại nặng và nấm mốc. Người dùng thường không biết chính xác mình đang ăn những gì. Theo các chuyên gia, việc bán kratom ở Cộng hòa Séc nên được quy định và thậm chí là đưa vào danh sách các chất cấm. Chẳng hạn như nó sẽ bị cấm bán với những người dưới 18 tuổi, không được bán ở mọi nơi và chỉ được dán nhãn như thuốc lá hay rượu. Hiện ở Slovakia, kratom đã bị cấm nhưng tại Séc vẫn đang trong quá trình xem xét và điều chỉnh.